Công Trí không làm mất thời giờ quý vị nữa, chắc người mẫu nào cũng sẽ rất là nôn nóng không biết mình có được xướng tên hay không. Và Công Trí xin được đọc, được vinh danh người mẫu tài năng, đó là Lan Khuê. Xin chúc mừng Lan Khuê. Lời đầu tiên cho Lan Khuê được gửi lời cảm ơn đến tạp chí Elle cũng như là hội đồng cố vấn, các biên tập viên tới từ Elle quốc tế đã dành cho Lan Khuê một cái giải thưởng khá là đặc biệt là người mẫu tài năng của năm. Công Trí, thật ra em cũng chưa hiểu lắm là lý do tại sao mình được trao cái giải là người mẫu tài năng của năm. Như mọi người được biết thì đương nhiên đã là người mẫu thì ai cũng có những cái tiêu chuẩn nhất định thì mới có thể trở thành người mẫu, đúng không Lan Khuê? Và cái giải người mẫu tài năng này, nghĩa là ngoài cái công việc như là một model thực thụ thì người mẫu này có nhiều tài năng khác ở các lĩnh vực khác chẳng hạn. Đó đơn giản là vậy thôi, nhưng mà để được sự đơn giản đó là cả một quá trình nỗ lực của Lan Khuê. Anh rất cảm ơn anh Công Trí, bởi vì hôm nay em tới đây với vai trò là như một người khách tới đây cùng ngồi với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, cùng được xem, được vỗ tay chúc mừng cho tất cả những anh chị em nghệ sĩ được đứng trên đây nhận những cái giải thưởng cao quý của Elle. Và không ngờ là mình cũng là một trong những người có vinh hạnh được cầm trong tay một cái giải thưởng như thế này. Và lời cuối cùng, Lan Khuê xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một đêm thật là vui vẻ và nhiều niềm vui. Một lần nữa xin được chúc mừng Lan Khuê đạt giải thưởng trong buổi tối ngày hôm nay do hội đồng Elle quốc tế bình chọn. Một lần xin được cảm ơn nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và nữ ca sĩ Tóc Tiên để giúp chúng tôi tìm ra được nhân vật xứng đáng trong buổi tối ngày hôm nay.